Hello, xin chào các bạn. Hiện tại thì chị đã có mặt ở đây, đợi thêm một chút xíu nữa để cho các bạn có thể vào nhiều hơn thì chúng mình sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay nhé. Rồi, các bạn vào rồi thì các bạn gửi lời chào đến chị, ok không nào? Các em đâu rồi? Các bạn vào thì nhớ là gửi lời chào đến chị. Đồng thời thì comment theo cú pháp mà chúng mình đã cùng nhau comment trong tất cả những cái buổi học trước để chúng mình có thể nhận tài liệu sau khi mà chiến dịch kết thúc nhé. Rồi, chị chào Duy Mạnh. Chào em. Rồi, chị chào Minh Thư. Chào các em. Các bạn ơi, chị để một chút xíu thời gian để chúng mình comment nhé. Và sau đó thì chúng mình sẽ bắt đầu buổi học ngày hôm nay luôn ạ. Các em ơi, trong quá trình mà chúng mình cùng với chị tiếp cận chương trình ngữ văn lớp 11 thì các bạn có gặp phải những cái khó khăn gì hay không? Thì chị cũng rất là muốn lắng nghe những cái điều mà các bạn chia sẻ để chị biết rằng là trong quá trình mà các bạn đang học tập cùng với chị thì các bạn gặp những khó khăn gì và có cần đến chị để chị hỗ trợ các bạn phần nào đó hay không, thì các bạn để lại comment ở đây cho chị nhá. Rồi, các em ơi, trong quá trình học với chị thì các bạn có gặp khó khăn gì hay không, thì các bạn có thể chia sẻ với chị để trong cái phần cái kiến thức của chị và chị có thể giúp đỡ được các bạn thì chị rất là sẵn lòng. Rồi, chị chào Thanh Tùng, chào Mỹ Na, chào các em. Chào Trần Đào, chào Quỳnh Anh. Rồi, xin chào những chú ong chăm chỉ, những nhân vật vô cùng quen thuộc. Ngày nào chị cũng thấy các bạn chăm chỉ từ buổi 1 và bây giờ đến buổi số 5 rồi. Chúng mình vẫn kiên trì ở lại đây cùng với chị. Vậy thì nhìn lại một chút xíu về hành trình của chúng mình vừa mới đi qua các em nhé. Tức là mình nhìn lại một chút xíu thôi. Trong suốt cái khoảng thời gian mà chúng mình cùng với chị tiếp cận chương trình ngữ văn lớp 11 đó, thì cái điều mà chị đang tập trung ở đây nhất cùng với các em đó chính là chúng mình sẽ cùng nhau tiếp cận những cái tác phẩm đầu tiên nhất của chương trình kỳ 1 lớp 11, ok không ạ? Và trong cái phần chương trình đó thì chúng mình tiếp cận 5 tác phẩm thơ. Ở đó có Tự tình của Hồ Xuân Hương, ở đó có Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến, ở đó Thương vợ của Trần Tế Xương, và ở đó có Bài ca ngất ngường của Nguyễn Công Trứ, ok không ạ? Còn chúng ta có một cái văn bản thơ nữa, một tác phẩm thơ nữa, đấy chính là Bài ca ngắn đi trên bãi cát của Cao Bá Quát. Vậy thì trong 5 buổi chúng ta học được 4 tác phẩm và một buổi đầu tiên là hướng dẫn cách học. Vậy thì các bạn chú ý cho chị rằng thông qua 5 buổi tiếp cận này thì chúng mình sẽ hình dung ra cho chị cái khoảng thời gian đầu tiên khi các bạn bước chân vào lớp 11 thì chúng mình sẽ học tập trung vào thơ ca trung đại. Được không ạ? Và thơ ca trung đại mà các bạn đang học cùng với chị nó sẽ thuộc giai đoạn số 3 và số 4. Trong 10 thế kỷ văn học trung đại thì được chia ra làm 4 giai đoạn. Vậy thì lớp 11 các bạn tập trung vào giai đoạn thứ 3 và thứ 4, ok không ạ? Với những đặc trưng và bối cảnh lịch sử chi phối đến những cái đặc điểm văn học đó thì chúng mình đã cùng nhau nói qua rồi, chị không nhắc lại nữa, ok không ạ? Vậy thì nhìn lại cái hành trình chúng mình đang đi, vậy thì bây giờ cũng chính là buổi cuối rồi, chúng ta học bài ca ngất ngường của Nguyễn Công Trứ, thì không biết được là chúng mình sẽ học như thế nào đây. Ở đây thì chị thấy là mới đầu các bạn vào cũng khá là nhiều nhưng bây giờ ra lại out ra rồi thì không biết là các bạn có muốn học nữa hay không đây. Rồi, vậy thì với bài này thì các bạn chú ý cho chị như sau nhé. Với Nguyễn Công Trứ thì chúng mình xác định cho chị, với bản thân chị thì chị luôn luôn xác định cái thời đại mà tác giả sống, ok không ạ? Thì các bạn có thể cho chị biết là Nguyễn Công Trứ sinh ngày tháng năm nào và mất năm nào không ạ? Sinh ngày tháng năm thì có lẽ là xác định được năm thôi, chứ ngày ở đây thì chúng ta cũng không thể xác định được rõ đúng không? Các bạn chú ý cho chị, Nguyễn Công Trứ sinh năm 1778, 1778 và mất năm 1858. Các em ơi, nhìn vào cái sự kiện này, nhìn vào cái mốc thời gian này thì các bạn thấy có con số nào gây ấn tượng cho các bạn không ạ? 1778, 1858. Có con số nào gây ấn tượng cho các em không? Đây, chị nghĩ rằng cuối thế kỷ 18, đầu 19, chính xác. Sau khi mà học cùng với chị xong là cuối cùng là chúng ta đã xác định được thời đại mà tác giả sống dựa vào cái thời gian mà tác giả sinh ra, lớn lên và rồi mất đi, thì chúng ta thấy là đây, cái thời đoạn, cái giai đoạn, cái thời đại mà Nguyễn Công Trứ sống nó sẽ là cuối 18, đầu 19 đúng không ạ?
Và ở đây thì chị thấy Mỹ Na có bảo với chị rằng, có bình luận với chị rằng 1858. À rồi, Duy Mạnh cũng ấn tượng với con số 1858 đúng không ạ? Đó, 1858 đây là đúng vào năm này thì Pháp đã nổ súng xâm lược nước ta lần đầu tiên, bắt đầu cuộc xâm lược thực địa lần thứ nhất. Và đây cũng chính là cái khoảng thời gian, cái năm mà nhà thơ Nguyễn Công Trứ của chúng ta qua đời. Và không biết là vào năm này thì có cái sự kiện gì đặc biệt quan trọng đối với cuộc đời của Nguyễn Công Trứ hay không? À, đối với đất nước ta thì đó là cái năm mà Pháp xâm lược rồi. Nhưng không biết là đối với cuộc đời của Nguyễn Công Trứ thì có cái sự kiện gì đặc biệt được diễn ra hay không? Thì các bạn chú ý cho chị như thế này nhé. Khi học về Nguyễn Công Trứ thì các bạn chú ý cho chị, cuộc đời của ông được chia ra làm 3 giai đoạn các em ạ. Được chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn mà con người ta sinh ra, người ta chỉ gọi đấy, cái giai đoạn đấy là thời niên thiếu. Và trong khoảng thời gian này thì ông học hành rất là khó khăn nhưng mà lại vô cùng là bền bỉ các em ạ. Bởi vì chúng ta chú ý cho chị nhé, tức là giai đoạn thời đại mà Nguyễn Công Trứ sống, cái cuộc đời của ông chị chia ra làm 3 giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên, giai đoạn đầu đời, đó là giai đoạn thơ ấu, ấu thơ và thanh niên. Giai đoạn ấu thơ và thanh niên, đây có thể nói là những cái giai đoạn vất vả trong cuộc đời của Nguyễn Công Trứ. Bởi vì ông sinh ra trong một gia đình nhà nghèo, và để rồi trong những cái năm tháng đầu đời của mình, ông sống trong cảnh nghèo khó. Và trong chính cái khoảng thời gian nghèo khó này thì ông lại có điều kiện tham gia vào những cái buổi sinh hoạt hát ca trù của làng xã. Đó thì chúng ta nói thêm một chút xíu về phần này, thì dân tộc ta, đất nước ta từ những cái năm tháng xa xưa thì cái văn hóa làng xã đã đi ăn vào tiềm thức của mỗi con người. Không có tivi, không có điện thoại và cũng chẳng có máy tính, cũng chẳng có internet như chúng ta bây giờ. Thì cái điều mà người dân ta sinh hoạt để góp vui trong những cái buổi tối thì họ sẽ tụ họp những cái cuộc họp ở đấy, thì chúng ta thấy là ở bên sân đình này sẽ có những cái cuộc họp, có thể là hát hò, cũng có thể là vui chơi, và cũng có thể là những cái câu chuyện tâm tình của những người dân quê sống ở nơi ấy. Vậy thì trong chính cái khoảng thời gian khốn khó này, ông sống cái cuộc thời gian đầu đời thì ông đã có điều kiện tham gia vào những buổi sinh hoạt hát ca trù không ạ? Thì đấy là cái lưu ý đầu tiên chị chú ý với các bạn. Và trong chính cái khoảng thời gian đầu đời này, sống một cuộc đời khốn khó nhưng mà lại vô cùng bền bỉ trong quá trình học tập của mình. Vào năm 1807 đến năm 1819 thì Nguyễn Công Trứ dự thi hương 3 lần, nhưng đến tận lần thứ hai mới đỗ tú tài. Và cuối cùng đến tận năm 1819 thì ông mới đỗ giải nguyên. Và lúc này đến năm 1819 thì Nguyễn Công Trứ của chúng ta đã 41 tuổi rồi. 41 tuổi mới đỗ giải nguyên. Và khi đỗ giải nguyên rồi thì mới có cơ hội ra làm quan. Được không ạ? Vậy thì cái giai đoạn thứ hai trong cuộc đời của Nguyễn Công Trứ, các bạn chú ý cho chị, giai đoạn thứ hai đó là thời tráng niên làm quan tận tụy hết mình. Thì các bạn tính cho chị mà xem, năm 41 tuổi thì Nguyễn Công Trứ mới đỗ giải nguyên và sau đó ra làm quan. Và cái giai đoạn thứ hai này là giai đoạn ông làm quan tận tụy, trải qua 4 triều của nhà Nguyễn, và ông trải qua suốt 30 năm làm quan. Trong 30 năm làm quan này thì tận tụy hết mình cống hiến cho đất, cho dân, cho nước. Ông trải qua 4 triều đại vua Nguyễn, đó là Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Và nhưng mà tận tụy cống hiến hết mình là thế, nhưng cuộc đời làm quan của Nguyễn Công Trứ lại vô cùng gập ghềnh và chông gai. Lúc thì ông được thăng chức rất là cao, nhưng có lúc lại được lại bị giáng xuống làm lính thú ở Quảng Ngãi. Nói chung là cuộc đời của Nguyễn Công Trứ, những cái năm tháng làm quan, dù tận tụy, dù hết lòng phục vụ dân, phục vụ nước,
Nhưng mà chẳng hiểu vì lý gì Nguyễn Công Trứ lại cứ bị thăng quan giáng chức lên sành sạch. Thế là cái con đường làm quan của Nguyễn Công Trứ vô cùng là gập ghềnh và trắc trở, lúc thì lên cao, lúc thì xuống thấp. Đó, ok không ạ? Thì chị khái quát qua một chút xíu về cái giai đoạn thứ hai, 30 năm làm quan của Nguyễn Công Trứ tận tụy trải qua bốn triều đại của vua nhà Nguyễn. Tận tụy là thế nhưng lại bị thăng quan giáng chức. Con đường làm quan, con đường quan lộ của Nguyễn Công Trứ lại hết sức là gập ghềnh. Và cái giai đoạn thứ ba, và có lẽ là bản thân chị ấn tượng vô cùng với giai đoạn thứ ba trong cuộc đời của Nguyễn Công Trứ. Tại sao lại nói như thế? Thì có lẽ đây là cái thời gian mà Nguyễn Công Trứ đã về hưu. Và lúc này thì Nguyễn Công Trứ đã bao nhiêu tuổi rồi hả các em? Các bạn cộng cho chị xem nào. 41 tuổi ra làm quan, tận tụy cống hiến cho dân cho nước 30 năm. Cộng lại thì khi về hưu thì Nguyễn Công Trứ đã 71 tuổi. Nhưng mà cái thời điểm mà Nguyễn Công Trứ về hưu á, thì đến năm 71 tuổi, tức là cái năm đầu tiên này ông về hưu, thì ông không như bình thường á, thì người ta cáo quan về quê đúng không? Nhưng Nguyễn Công Trứ thì vào năm 71 tuổi cáo quan nhưng không về quê, mà Nguyễn Công Trứ đã lên một ngôi chùa ở núi Cảnh Sơn thuộc xã Đại Nại để sống. Thế nên rằng trong chính bài ca Ngất Ngường thì chúng ta thấy có một cái chi tiết thể hiện điều đấy đấy các em ạ. Không biết là các bạn có chú ý đến cái chi tiết là gót tiên theo đùng đỉnh một đôi gì, bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng, rồi tay kiếm cung mà cũng nên dạng từ bi. Đó thì đối với Nguyễn Công Trứ khi về hưu á, ông không về quê mà ông lên chùa sống. Nhưng mà lên chùa sống với Nguyễn Công Trứ có một cái hay, có một cái đặc biệt. Và chính cái đặc biệt đấy tạo nên cái ngất ngưởng của ông á, đó chính là bình thường lên chùa thì dường như người ta mang một cái tấm lòng thanh tịnh. Nhưng mà đối với Nguyễn Công Trứ lên chùa thì phải mang theo một đôi gì đó, mang theo những cái cô ả đào cùng theo mình lên chùa. Đó thì những cái đặc biệt, những cái trái đời, những cái ngược đời như thế, nó đi ngược lại những cái chuẩn mực xã hội thời bấy giờ. Nhưng chính cái điều đó đã tạo nên cái ngất ngưởng trong trong Nguyễn Công Trứ, trong con người Nguyễn Công Trứ, và cuối cùng là đi vào trong thơ ca, đi vào những cái sáng tác của ông là như thế. Rồi đến năm 72 tuổi, đúng không ạ? À chị xin lỗi các bạn, đến năm 74 tuổi thì ông lấy vợ lẽ. Đó. Cưới thêm vợ, lấy vợ lẽ. Đến 80 tuổi thì năm này là năm mà Nguyễn Công Trứ qua đời đây, 1858. Trước 2 tháng trước khi mất, nghe tin thực dân Pháp xâm lược, Nguyễn Công Trứ của chúng ta vẫn dâng sớ lên trình vua để mong được vua cho đi đánh Pháp, đi đánh giặc. Các bạn thấy không? 80 tuổi rồi mà 2 tháng trước khi mất thôi nhé. 2 tháng trước khi mất, nghe tin Pháp xâm lược vẫn dâng sớ xin nhà vua cho mình đi đánh giặc. Đó. Thì những cái 5 tháng cuối cùng của cuộc đời, trong cuộc đời của Nguyễn Công Trứ thì chúng ta thấy có rất là nhiều cái sự kiện có thể nói là đặc biệt. Năm 74 tuổi lấy vợ này, năm 80 tuổi 2 tháng trước khi mất biết tin Pháp xâm lược và đã dâng tấu xin vua cho mình đi đánh giặc Pháp. Thì đấy là những cái điểm mà chị muốn lưu ý với các bạn. Thì qua đây, qua cái cuộc đời của Nguyễn Công Trứ, qua những cái giai đoạn mà các bạn vừa cùng với chị điểm lại như thế này, thì chúng ta thấy rằng ông là một con người tài năng và nhiệt huyết trên nhiều lĩnh vực, ở đó có kinh tế, có văn hóa, có xã hội, có quân sự. Thế nhưng cái cuộc đời làm quan lại vô cùng trắc trở và gập ghềnh. Một con người tài năng. Cái sự tài năng này nó được thể hiện ở các mảng rất là nhiều những cái lĩnh vực và hoạt động khác nhau, đó là những cái hoạt động xã hội. Có không? Có. Đó là kinh tế, có không? Có. Đó là tài thao lược quân sự, có không? Có. Và chính cái điều này được Nguyễn Công Trứ thể hiện rất rõ trong những câu thơ đầu tiên của bài ca Ngất Ngường. Một chút xíu nữa thì chúng mình sẽ cùng với chị tìm hiểu. Tài năng là thế, nhưng cuộc đời làm quan lại vô cùng là gập ghềnh.
quan rồi xuống chức. Có thể nói có những lúc mà Nguyễn Công Trứ đã từng được bổ nhiệm làm tổng đốc Hải An, nhưng mà có những lúc lại bị giáng xuống chỉ làm lính thôi. Đó, các bạn thấy không? Tức là cuộc đời thăng quan giáng chức rất là gập ghềnh. Và thêm vào đó nữa, một yếu tố khi nói về Nguyễn Công Trứ thì các bạn nhớ cho chị yếu tố về con người các em ạ. Con người. Nguyễn Công Trứ được biết đến là một con người ưa tự do. Ưa tự do. Một con người có cá tính, bản lĩnh ngông ngạo. Có cá tính và bản lĩnh ngông ngạo. Và phải chăng chính cái con người này của Nguyễn Công Trứ nó đã được thể hiện rất là rõ trong những cái bài ca của ông. Và trong chương trình lớp 11 thì chúng mình học bài ca Ngất Ngưởng. Cái cá tính tự do, bản lĩnh ngông ngạo này được thể hiện rất là rõ trong bài ca Ngất Ngưởng. Thì các bạn chú ý, khi mà chúng ta đi tìm hiểu bài ca Ngất Ngưởng thì cái điều quan trọng mà các bạn cần phải chú ý cho chị, thứ nhất là hoàn cảnh sáng tác. Vậy thì bài ca Ngất Ngưởng được sáng tác vào năm 1848 các em ạ. Và đây chính là cái quãng thời gian mà Nguyễn Công Trứ đã cáo quan về hưu và sống một cuộc đời tự do an nhàn. Chính cái thời điểm 1848, cái khoảng thời gian khi mà Nguyễn Công Trứ về hưu như thế này, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là ông sẽ có cái khoảng thời gian để nhìn lại cả cuộc đời của mình. Thế nên chính vì lẽ đó, trong bài ca Ngất Ngưởng, dường như Nguyễn Công Trứ đã khái quát lại cả cuộc đời của mình với những cái năm tháng làm quan 30 năm tận tụy trải qua 4 triều nhà Nguyễn, rồi những năm tháng về hưu và cuối cùng là chốt lại. Sau những cái năm tháng đó thì bản thân mình là con người như thế nào? Vậy thì vào cái năm này, khi ông đã về hưu, sống một cuộc đời an nhàn rồi, vậy thì ông đã nhìn lại cả cái cuộc đời, cả cái hành trình của mình đã đi qua và để rồi viết bài ca Ngất Ngưởng. Chính vì lẽ đó, khi chúng ta đi phân tích bài ca Ngất Ngưởng thì các bạn chú ý theo cái mạch nội dung của nó thì chúng ta sẽ phân tích được bố cục của bài này. Không biết là các bạn đã đọc bài ca Ngất Ngưởng hay chưa? Nhưng mà chị có một cái lưu ý khi các bạn tiếp cận bài này nhé. Bài này rất là khó để đọc, bởi vì được viết bằng chữ Hán, rất là nhiều những chữ Hán. Thế nên rằng khi mà các bạn đọc văn bản này thì các bạn đọc một lần các bạn có thể nói là chưa thể hiểu được hết đâu. Thế nên hãy cố gắng đọc thêm cho chị 2 lần, 3 lần nữa. Nếu như mà chưa hiểu thì chắc chắn rồi phải đọc thêm cho chị phần chú thích trong sách giáo khoa. Ok không ạ? Nếu như không đọc thì không biết được đâu, không hiểu được đâu, bởi vì cũng sẽ chẳng hiểu là vũ trụ nội mạc phi phận sự là cái gì. Ok không ạ? Rồi cũng chẳng hiểu vào lồng nó thể hiện cái ý nghĩa ra làm sao. Thế nên với bài này các em nhất định phải đọc kỹ văn bản và đồng thời đọc thêm cho chị những cái phần chú thích trong sách giáo khoa. Ok không ạ? Đấy là cái phần lưu ý của chị khi các bạn học bài này. Và đối với bài ca Ngất Ngưởng, chúng ta dựa vào cái mạch nội dung và đồng thời là cả cuộc đời của Nguyễn Công Trứ, chúng ta sẽ xác định được bố cục một cách vô cùng rõ ràng. Đúng không ạ? Bố cục của bài này thì chị sẽ chia làm 3 phần tương ứng với cuộc đời của Nguyễn Công Trứ. Thì chúng ta sẽ thấy ở 6 câu thơ đầu tiên, đấy là cái khoảng thời gian mà Nguyễn Công Trứ đang làm quan. 30 năm làm quan tận tụy trải qua 4 triều đại nhà Nguyễn. Là 6 câu đầu. Đây là thời gian mà Nguyễn Công Trứ đang đang làm quan. Và khi mà làm quan thì Nguyễn Công Trứ có quan điểm sống như thế nào thì chúng mình sẽ được tìm hiểu qua 6 câu thơ đầu. Và đến năm ông 71 tuổi thì lúc này ông đã về hưu sống một cuộc đời an nhàn, đúng không ạ? Thì ở đây trong những cái năm tháng này thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu ở 10 câu tiếp theo là quan điểm sống Ngất Ngưởng khi về hưu. Ở 10 câu tiếp theo thì chúng mình sẽ thấy được rằng là ở đây là cái khoảng thời gian khi mà Nguyễn Công Trứ đã về hưu. Còn 6 câu đầu này khi mà làm quan và cuối cùng là 3 câu cuối. Và 3 câu cuối này như để khẳng định cá tính và bản lĩnh của chính mình. Khẳng định
cá tính và bản lĩnh. Ok không ạ? Thì đấy là ba câu cuối. Cái phần phân tích bố cục này thì các bạn chú ý cho chị, chúng mình sẽ dựa vào nội dung này, vào cuộc đời của Nguyễn Công Trứ để phân định. Thì các bạn sẽ thấy rằng là sáu câu thơ đầu là nhắc đến cái khoảng thời gian khi Nguyễn Công Trứ đang tận tụy cống hiến hết sức mình cho đất nước, cho dân tộc. Và 10 câu thơ tiếp theo là khi Nguyễn Công Trứ về hưu. Nhưng chính cái khoảng thời gian về hưu này là cũng là cái khoảng thời gian mà chúng ta khá là ấn tượng đây. 10 năm, 10 câu để thể hiện cái khoảng thời gian mà Nguyễn Công Trứ về hưu từ năm 71 tuổi cho đến năm 80 tuổi, tức là khoảng 9 đến 10 năm gì đó. Và trong 9-10 năm đó thì Nguyễn Công Trứ đã có quan điểm sống như thế nào? Ông sống ra làm sao trong cái 10 năm đó? Và cuối cùng, khi làm quan, khi về hưu là như thế. Vậy thì cả một cuộc đời của Nguyễn Công Trứ chốt lại là một người như thế nào? Thì nó được thể hiện ở rõ ở ba câu thơ cuối cùng. Được không ạ? Khẳng định cá tính và bản lĩnh ngông ngạo của một con người ưa tự do như Nguyễn Công Trứ. Đấy là cái bố cục mà chúng mình sẽ phân chia. Vậy thì các bạn chú ý cho chị trong 6 câu thơ đầu tiên các em nhé. Trong 6 câu thơ đầu tiên, chúng ta sẽ thấy được cái quan điểm vô cùng là ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ khi ông làm quan. Nhưng mà trước tiên, để hiểu được cái quan điểm ngất ngưởng đó như thế nào, tại sao lại gọi là ngất ngưởng, thì các bạn lại chú ý cho chị, chúng mình cùng nhau giải nghĩa. Các bạn có biết ngất ngưởng là gì không? Theo các em, ngất ngưởng là gì? Theo các em, ngất ngưởng là gì ạ? Để hiểu được Nguyễn Công Trứ thì chúng mình cùng nhau lý giải cái từ này nhá, cụm từ ngất ngưởng này. Các bạn ơi, các bạn sẽ lý giải sao ngất ngưởng là gì? Các bạn có thể hình dung ra cho chị như thế này. Khi nào mà người ta sử dụng từ ngất ngưởng này là khi mà các bạn đang trong một cái thế ngồi, đang trong một cái tư thế tranh bênh vô cùng khủng khiếp. Tức là các bạn đang ngồi ở rất là cao và không có một cái điểm tựa và không có một cái nơi nào để bấu víu vào. Thế rồi mẹ của bạn sẽ bảo hay là bà của bạn sẽ bảo ngồi gì mà ngồi vất vả ngất ngưởng như thế, xuống đi không ngã bây giờ đó. Thì nhiều khi là chúng ta sẽ thấy là rằng là đấy, cái ngất ngưởng đấy chúng ta có thể hiểu theo cái nghĩa thứ nhất, đó là tư thế ngồi, được không ạ? Tư thế ngồi. Ở đây thì Nguyễn Ngọc Dung có nói với chị rằng là ngất ngưởng là thích thú. Thích là thích chứ, thích thú là thích thú, thích hiết, thích là thể hiện cái niềm yêu thích của mình đối với một sự vật, một sự việc nào đó. Nhưng ngất ngưởng ở đây là chỉ cái tư thế ngồi, giống như cái ví dụ mà chị nói với các bạn ấy. Khi mà các bạn đang ngồi rất là chênh vênh, không có điểm để bấu vào, thì mẹ của bạn sẽ bảo ngồi gì mà ngất ngưởng thế, xuống đi không ngã bây giờ. Thì tức là các bạn đang ngồi ở một cái nơi rất là cao, rất là chênh vênh, không có điểm để bấu víu, thì đấy là ngất ngưởng. Và ngất ngưởng này để chỉ tư thế ngồi. Ok không ạ? Rồi, còn ở đây thì Mỹ Na còn nói với chị là vượt trội và khác người. Không biết là vì lý do gì thì em lại nói là như vậy. Nhưng có lẽ khi mà chúng ta nói về ngất ngưởng thì còn được lý giải theo cái cách số 2, cũng giống như mà Mỹ Na nói với chúng mình đấy. Tức là ở đây, ngất ngưởng không chỉ để miêu tả tư thế ngồi mà nó còn để thể hiện cái cách sống và thái độ sống nữa các em ạ. Cách sống và thái độ sống. Cách sống và thái độ sống. Và cái cách sống thái độ sống này là chính xác là cái cách sống khác người. Và dường như không chỉ khác người đâu, mà chính cái cách sống ngất ngưởng đó nó còn đang đi thách thức với các chuẩn mực thông thường mà người đời vốn chấp nhận. Cách sống khác biệt. Ok không ạ? Cách sống vượt trội. Cách sống chẳng giống ai cả. Và thậm chí cái cách sống, cái thái độ sống dường như còn đang muốn thách thức. Thách thức. Thách thức điều gì? Thách thức với tất cả những cái chuẩn mực mà người đời chấp nhận. Thách thức với tất cả những cái chuẩn mực. Lấy một cái ví dụ như thế này. Các bạn có còn nhớ cái câu chuyện mà chị nói rằng Nguyễn Công Trứ khi về hưu năm 71 tuổi á, thì ông không về quê sống mà ông lên trên chùa ông sống ở trên một cái ngọn
ở trên một cái ngọn núi xã Đại Nại. Thì dường như là khi mỗi khi lên chùa thì Nguyễn Công Trứ không bao giờ đi một mình cả. Nguyễn Công Trứ luôn luôn đi cùng những cái cô ả đào đó, và dường như là xưa nay thì chẳng bao giờ và cũng chưa có ai làm như thế cả, nhưng có Nguyễn Công Trứ làm thế đấy. Lên chùa là phải có hầu gái đi cùng đó. Thế nên chính vì thế mà ông mới viết rằng đây: gót tiên theo đùng đỉnh một đôi gì đây, thì các bạn chú ý cho chị cái phần chú thích số 10. À, Nguyễn Công Trứ thường đưa theo các cô hầu gái lên chùa Thiên Tượng trên núi Hồng. Đó, mà dường như là lên chùa mà đưa theo hầu gái thì để làm gì ta? À, chẳng biết là để làm gì, nhưng chính cái ngất ngưởng, chính cái khác người dường như nó đang đi thách thức lại mọi chuẩn mực mà người đời lúc bấy giờ chấp nhận. Ok không ạ? Còn Nguyễn Công Trứ mang theo hầu gái lên để nghe hát ngay mà. Đấy, thì các bạn chú ý cho chị là như thế. Thì đây chính là cái nghĩa ngất ngưởng đối với Nguyễn Công Trứ, thì các bạn sẽ hiểu theo ý nghĩa số 2 cho chị nhé. Ngất ngưởng để thể hiện cách sống và thái độ sống, đó là cái sự khác biệt, đó là sự vượt trội, đấy là cái sự không giống ai cả. Và chính cái sự khác biệt, chính cái sự không giống ai đó, nó đang thách thức lại với mọi chuẩn mực mà người đời công nhận. Thì đó là cái cách sống mà Nguyễn Công Trứ đã sống trong suốt những cái năm tháng mà ông làm quan, suốt những cái năm tháng mà ông về hưu. Ok không ạ? Vậy thì đầu tiên các bạn chú ý cho chị, cái sự ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ khi mà ông làm quan được thể hiện như thế nào? Thì các bạn chú ý cho chị vào 6 câu thơ đầu tiên. Các bạn chú ý trong sách giáo khoa nhé. Vũ trụ nội mạc phi phận sự, ông Hy Văn Tài bộ đã vào lồng. Khi thủ khoa, khi tham tán, khi tổng đốc đông, gồm thao lược đã nên tay ngất ngược. Lúc bình tây cờ đại tướng, có khi về phủ Doãn Thừa Thiên. À, các bạn chú ý cho chị, có đấy là 6 câu thơ 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Đấy, 6 câu thơ đó là quan điểm ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ khi ông làm quan. Và cái điều đó thể hiện ngay ở câu thơ đầu tiên: vũ trụ nội mạc phi phận sự. Mới đầu bản thân chị bằng tuổi với các bạn, khi mà chị đọc câu này chị không hiểu gì đâu các em ạ. Đấy là cái điều mà chị chia sẻ thật. Tại sao chị không hiểu? Là bởi vì chị chủ quan, chị không đọc phần chú thích. Thế thành ra chị cứ thấy bài này khó làm sao ấy. Chị thấy nó khó cực kỳ luôn này, bởi vì đọc chả hiểu gì. Nhưng mà sau đấy, khi mà lớn hơn một chút xíu, khi mà tìm hiểu tài liệu nhiều hơn chút xíu về Nguyễn Công Trứ, về bài ca ngất ngưởng, thì bản thân chị nghiệm ra một điều như thế này: để hiểu kỹ về tác giả hay để hiểu kỹ về tác phẩm đó thì các bạn phải đọc kỹ tác phẩm. Đấy, một cái câu chuyện rất là ngắn, rất là nhỏ như thế về chính bản thân chị thôi. Thì các bạn lưu ý cho chị là chúng mình sẽ đọc thật là kỹ tác phẩm để hiểu kỹ hơn. Và cái câu đó, vũ trụ nội mạc phi phận sự, thì các bạn hiểu như thế nào? À, các bạn hiểu như thế nào về câu đó khi mà chúng mình đọc cái chú thích trong sách giáo khoa? Ở chú thích số 1 đó: mọi việc trong khoảng trời đất đều là phận sự của ta. À, ngay câu thơ đầu tiên thôi, dường như ông đã tuyên ngôn về chí làm cha của chính mình. Và đây chính là quan điểm sống là phải hành động. Mọi việc trong trời đất này là đều thuộc phận sự của ông, đều thuộc phận sự của bậc nam nhi đại trượng phu, đầu đội trời, chân đạp đất. Và đây là một cái quan điểm sống dường như giống với những bậc nam nhi đại trượng phu trong xã hội phong kiến lúc bấy giờ. Tức là làm trai thì phải xoay vần được trời đất, mọi phận sự trong trời đất này đều thuộc phận sự của ta. Đúng không ạ? Thì ngay ở câu thơ đầu tiên thì Nguyễn Công Trứ đã tuyên ngôn về chí làm trai. Tuyên ngôn về chí làm trai. Ok không ạ? À, chị xin lỗi các bạn nhé. Một nãy giờ thì chị đang khá là tập trung vào bài giảng, thế là chị lướt qua một chút xíu cái phần bình luận ở đây, thì chị có vừa đọc được một cái phần comment của bạn Thảo Đặng có hỏi chị là cho em hỏi bao giờ thì khai giảng khóa văn VIP 2K6. Tức là cái khóa văn VIP 2K6 đấy của chúng mình thì sẽ được khai giảng vào cuối tháng 7. Và sau đó thì chúng mình, sau khi mà khai giảng xong thì chúng mình sẽ có một cái buổi kiểm tra
Và cái buổi kiểm tra đấy chị gọi là buổi kiểm tra đầu khóa. Và trong cái phần đó thì chị sẽ kiểm tra lại cái phần kiến thức lớp 10 mà các bạn đã được học. Nhưng cái mục tiêu khi mà chị kiểm tra dành cho các bạn trong khóa toàn diện 2K6 á, không phải là để chị kiểm tra xem các bạn nhớ kiến thức được bao nhiêu. Chị không cần các bạn nhớ kiến thức đó, mà cái quan trọng là thông qua bài kiểm tra đó thì chị xem rằng các bạn đã biết cách viết một bài văn nghị luận văn học hay chưa, các bạn đã viết cách viết một bài nghị luận xã hội hay chưa. Bởi vì chị biết khi lên cấp 3, cái cấu trúc đề thi của các em, cái đề thi cuối học kỳ á, nó khác lắm. Nó không giống như ngày cấp 2 nữa, mà các bạn sẽ thi giống cấu trúc của đề thi đại học đấy các em ạ. Nó sẽ bao gồm hai phần đọc hiểu và làm văn. Tùy thuộc vào dung lượng, tùy thuộc vào thời gian làm bài thì đề sẽ là khó hay dễ, hay là cho các bạn phân tích nhiều hay phân tích ít thôi. Còn nhìn chung thì theo như ma trận đề của tất cả các trường trong những năm gần đây, thì với các khối cấp trung học phổ thông thì đều ra theo cái dạng thi là đọc hiểu, nghị luận văn học và nghị luận xã hội. Thế nên với cái bài kiểm tra đầu khóa mà Thảo đang hỏi với chị là bao giờ khai giảng á, thì chúng mình sẽ khai giảng vào cuối tháng 7. Sau đó thì các bạn sẽ bắt tay vào làm cho chị cái bài kiểm tra đầu khóa đó, với cái mục tiêu là để chị đánh giá xem các bạn đã biết viết văn hay chưa. Đó, thì đấy là cái mục tiêu quan trọng nhất trong cái buổi khảo sát đó thôi. Còn về mặt kiến thức thì có thể là chị sẽ yêu cầu các bạn phân tích một cái tác phẩm nào đó mà các bạn đã học trong chương trình lớp 10 thôi, gần nhất với các em thôi. Nhưng mà quan trọng vẫn là để chị xem các bạn phân tích như thế nào, hành văn ra làm sao, câu cú như thế nào, để rồi từ đó chị sẽ định hướng được cho các bạn, chỉnh sửa, uốn nắn cho các bạn từng cái cách viết một. Ok không ạ? Thì đấy là nói thêm một chút xíu nhân cái câu hỏi của bạn Thảo Đặng. Ok không ạ? Rồi, chúng mình sẽ quay trở lại đây cùng với chị khi nói về cái câu đầu tiên này. À, tuyên ngôn về trí làm trai. Và với quan niệm của Nguyễn Công Trứ thì đó chính là quan niệm sống là phải hành động. Ok không ạ? Bởi vì mọi việc trong trời đất đều thuộc phận sự của ta. Mà đã là thuộc phận sự của ta rồi thì phải sắn tay áo lên và để rồi tham gia vào cái công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước đó, thì đương nhiên là phải hành động rồi, đúng không nào? Quan niệm sống là phải hành động. Hành động để làm gì? Hành động để bảo vệ đất nước, để xây dựng đất nước. Cái điều này nó được thể hiện rõ thông qua 30 năm làm quan của Nguyễn Công Trứ, tận tụy hết mình. Trải qua 4 triều Nguyễn, vẫn hết lòng, dốc lòng để phò tá 4 triều đại của nhà Nguyễn, để giúp sức phò tá cho dân, cho nước là như thế. Và đến cái câu thơ tiếp theo thì các bạn sẽ thấy được cái hay của Nguyễn Công Trứ này. Ông Hy Văn Tài Bộ đã vào lòng. Ở câu thơ số 2 này thì các bạn chú ý cho chị cái ông Hy Văn ấy. Ông Hy Văn ở đây là ai? Là Nguyễn Công Trứ chứ là ai? Bởi vì các bạn chú ý cho chị trong phần tiểu dẫn sách giáo khoa á, thì Nguyễn Công Trứ có tự là Tồn Chất, hiệu là Ngộ Trai, biệt hiệu là Hy Văn. Chính vì thế trong chính cái câu thơ này thì Nguyễn Công Trứ đã sử dụng cái biệt hiệu của mình, ông Hy Văn Tài Bộ đã vào lòng. Ok không ạ? Với câu số 2 này thì ông đang nói về cái cuộc đời của ông đấy chứ. Thế ông vào lòng một năm bao nhiêu các bạn còn nhớ không? Vào năm ông 41 tuổi thì ông đã đỗ giải nguyên và sau đó ra làm quan. Và chính cái thời điểm đó thì ông Hy Văn đã vào lòng. Thì các bạn chú ý cho chị từ lòng. Chú ý cho chị từ lòng ạ. Từ lòng này trong sách giáo khoa có giải thích cho các em không? Có đúng không nào? Ở đây thì các bạn xem cho chị cái phần chú thích thứ 2 trong sách giáo khoa. Vào lồng, làm quan được xem là bị giam hãm trong lồng, mất tự do. Đấy các bạn thấy không? Làm quan, dường như tại sao làm quan lại phải gọi là vào lồng? Bởi vì khi làm quan, đối với Nguyễn Công Trứ thì làm quan là bị giam hãm, là bị ở trong lồng, là bị mất tự do, đúng không ạ? Thì các bạn chú ý cho chị là như thế. Vào lồng là làm quan, đúng không ạ? Và đối với ông Hy Văn thì đó, vào năm 41 tuổi thì ông làm quan. Và đây là cái thời điểm ông đã vào lòng. Mà khi đã vào lòng, mà khi đã làm quan thì mất đi cái sự tự do. Mất đi cái sự tự do. Nhưng mà nếu như
chúng ta chỉ dừng lại ở đây thôi thì sẽ không thể nào hiểu hết về con người của Nguyễn Công Trứ được. Đúng, chính xác, làm quan là vào lồng, là mất đi cái sự tự do, là bị giam hãm. Nhưng mà đối với Nguyễn Công Trứ thì cái lồng này lại là lồng phận sự. Lồng phận sự. Chú ý nhá. Cái lồng của Nguyễn Công Trứ, cái việc mà ra làm quan là phận sự. Là phận sự, là cái việc phải làm, nên làm của những bậc nam nhi đại trượng phu. Bởi vì đối với Nguyễn Công Trứ, vào lồng làm quan chính là điều kiện, là phương tiện để thể hiện hoài bão của chính mình, thể hiện cả tài năng của mình nữa. Vào lồng, ok không ạ? Chính là cái phận sự của bậc nam nhi đại trượng phu. Và chính cái việc mà Nguyễn Công Trứ vào lồng như thế này lại tạo ra cái điều kiện để ông thể hiện hoài bão của mình, thể hiện hoài bão và đồng thời thể hiện cả tài năng của mình nữa. Đúng không ạ? Nhớ cho chị nhé. Với Nguyễn Công Trứ thì cái từ lồng này các bạn cần phải phân tích thành hai cái lớp. Thứ nhất là vào lồng, là tức là ý chỉ là làm quan. Và khi làm quan thì chắc chắn rồi sẽ bị giam hãm, mất tự do. Bởi vì bây giờ ông đã bị giam trong một cái lồng phận sự. Nhưng mà đối với Nguyễn Công Trứ thì cái lồng phận sự này chính là điều kiện để ông thực hiện những cái hoài bão và thể hiện tài năng của mình. Nói là lồng vậy nhưng lại thích chui vào lồng. Bởi vì khi vào lồng sẽ tạo điều kiện cho Nguyễn Công Trứ thể hiện hoài bão và tài năng. Đó nhá, thì các bạn chú ý cho chị. Đấy là cái cách hiểu trong câu thơ này đối với câu thơ của Nguyễn Công Trứ. Và khi đã vào lồng thì Nguyễn Công Trứ đã thực hiện được cái phận sự, cái trách nhiệm của một bậc nam nhi trong trời đất. Khi mà ông đã khẳng định, ông đã tuyên bố ở ngay câu đầu tiên, mọi phận sự trong trời đất này là đều thuộc về ta, đều thuộc phận sự của ta. Thế nên phận sự của ta là vào lồng. Và khi vào lồng rồi thì ông sẽ có cái điều kiện để thực hiện hoài bão và tài năng. Và đúng như thế, ở những câu thơ còn lại, khi thủ khoa, khi tham tán, khi tổng tốc đông, gồm thao lược đã lên tay ngất ngưởng. Lúc bình tây cờ đại tướng có, khi về phủ doãn thừa thiên. Vậy thì bốn câu thơ còn lại cho chúng ta thấy điều gì? Bốn câu còn lại. Với bốn câu còn lại thì Nguyễn Công Trứ đã nêu ra những việc mà bản thân mình đã làm được ở chốn quan trường, và đồng thời là thể hiện cái tài năng của mình nữa. Những cái việc mà ông đã làm được ở chốn quan trường sau 30 năm cống hiến, và đồng thời ông thể hiện những cái tài năng của bản thân mình nữa. Thì các bạn chú ý cho chị, Nguyễn Công Trứ đã làm được những điều gì và tài năng của ông được thể hiện ở những khía cạnh nào? Ông đã có tài học. Ông có tài học, được không ạ? Tài học. Tại sao lại nói là tài học? Là bởi vì khi thủ khoa, đúng không ạ? Vào năm 41 tuổi thì ông đỗ giải nguyên đấy. Thì là ông đỗ thủ khoa cái năm đó. Thì đấy là tài học. Rồi, ông còn có cái tài chính trị nữa. Khi tham tán, khi tổng đốc đông. Làm quan mà, làm việc triều đình mà. Là một người có cái tài thao lược chính trị. Có tài về chính trị. Rồi, có cả tài thao lược quân sự. Đúng không ạ? Và đặc biệt là ở tài quân sự này thì ông đã nên tay ngất ngược. Đó. Vậy thì qua đây chúng ta thấy rằng là dường như Nguyễn Công Trứ vô cùng tự hào về chính bản thân mình. Bởi lẽ mình là một người tài năng lỗi lạc và có danh vị vẻ vang văn võ song toàn. Đó, tự hào về cái tài năng của mình. Đó là văn. Văn có không? Văn có.
Võ có không? Có võ. À, ở đây thấy một cái điều rất là đặc biệt này. Tự hào về tài năng của mình. Các bạn thấy đấy, xưa kia thì dường như là khi mà con người có tài năng thì họ sẽ rất là khiêm tốn. Và thậm chí kể cả là chúng ta cũng sẽ rất là khiêm tốn. Nhưng có một cái khác ở Nguyễn Công Trứ tạo nên cái sự ngất ngưỡng của ông á, là ông đề cao cái tài năng của con người cá nhân, đề cao chính tài năng của mình. Và tài năng này là tài năng của một con người ra sức giúp dân, giúp nước và giúp đời để thực hiện cái phận sự của bậc nam nhi đại trượng phu. Ông dám khẳng định tài năng của mình, đề cao cái tài năng cá nhân của mình, và chính đó là cái khác mà Nguyễn Công Trứ so với những cái nhà thơ, nhà văn và những cái bậc nho gia thời bấy giờ. Thì chính cái sự khác biệt đó đã tạo nên cái ngất ngưởng trong cái trong thơ ca của ông Trứ và trong chính cả cuộc đời của ông nữa. Một con người tự đề cao tài năng của mình, đề cao tài năng của con người cá nhân, và chính điều đó cho chúng ta thấy được cái sự ngất ngưởng của ông. Ok không ạ? Qua đây chúng ta sẽ thấy được cái sự ngất ngưởng của Nguyễn Công Trứ trong suốt 30 năm làm quan. Và nhớ cho chị nhé, cái tài năng này là tài năng mà Nguyễn Công Trứ được thể hiện qua cái khả năng của chính bản thân mình, đó là tài văn, tài võ, khi khi thì thủ khoa, khi tham tán, khi tổng đốc đông. Chính cái tài năng đó của mình thì ông mang cái tài năng đó ra để phụ phò tá đất nước, chứ không phải là ông đi trên con đường danh lợi mà trục lợi cho chính bản thân mình, mà ông mang tài năng của mình ra để phò dân, trợ dân, giúp vua nhá các em nhá. Thì đấy là cái riêng, đấy là cái khác, làm nên cái ngất ngưởng trong trong thơ ca Nguyễn Công Trứ, và đó cũng chính là con người của ông. Thì đấy các bạn chú ý, chị khi làm quan thì ông ngất ngưởng như thế đấy. Tuyên ngôn khẳng định về cái cát về cái tuyên ngôn khẳng định vị trí làm cha của chính mình, cho rằng tất cả mọi việc trong cái trời đất, trong cái vũ trụ này đều thuộc phận sự của ta, và ta chính là người phải làm những cái điều đó. Và những cái điều đó ở đây là gì? Là xây dựng, bảo vệ đất nước, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta thấy là nó được thể hiện rất là rõ ở cái câu thơ số 2 này, đó là ông Hy Văn Tài Bộ đã vào lồng. Lồng ở đây là vào làm quan thì mất đi cái sự tự do vốn có, bị giam hãm ấy. Thế nhưng mà cái lồng này lại là cái lồng vận sự mà Nguyễn Công Trứ mong muốn được có, mong muốn vào được cái lồng này để có điều kiện để thực hiện hoài bão, để thực hiện tài năng của mình. Và cái tài năng hoài bão đó được thể hiện ở bốn câu còn lại, được thể hiện qua các khía cạnh tài học, tài chính trị, tài quân sự. Và tất cả những cái điều đó chúng ta thấy rằng Nguyễn Công Trứ đang đề cao cái tài năng của chính mình, hay đề cao tài năng của con người cá nhân. Và cái điều này nó cũng lại khác so với những cái bậc nho gia cùng thời lúc bấy giờ các em ạ. Và chính lẽ đó chúng ta sẽ thấy được cái ngất ngưởng trong ông, khẳng định trách nhiệm, nghĩa vụ đối với vua tôi, đối với nhà nước, đề cao giá trị con người, và thông qua cái tài năng, thông qua cái danh lợi này để đóng góp cái sức mình cho dân, cho vua, cho nước. Và cái này nó khác với cái danh lợi tầm thường, khác với cái danh lợi tầm thường. Thì chúng ta thấy rằng dường như trên cái con đường làm quan của Nguyễn Công Trứ, ông muốn mang cái danh này là cái công trạng mà bậc nam nhi đại trượng phu đó có được để phò dân, trợ nước, và nó khác, nó đối lập lại so với cái danh lợi tầm thường. Và ở đây thì chúng ta thấy được rất là rõ cái ngất ngưởng của ông, bởi vì như chúng ta đã nói với nhau rồi, ngất ngưởng là cách sống, là thái độ sống khác biệt và thách thức lại cái chuẩn mực mà người đời lúc bấy giờ chấp nhận. Thì đấy là 6 câu thơ đầu tiên, được không ạ? Và tất cả những cái phần còn lại thì chúng mình sẽ cùng với chị, cùng nhau đồng hành trong khóa học toàn diện, khóa học VIP dành cho 2K6. Các bạn ơi, có một thông tin rất là quan trọng ngay mà chị đã đăng không
không biết là các bạn có biết không, thì trong ngày hôm nay nếu như mà các bạn đăng ký khóa học VIP dành cho các bạn 2K6 và để rồi đến ngày 30 tháng 7 chúng mình sẽ khai giảng. Sau đó chúng mình sẽ có bài kiểm tra đầu khóa. Được không ạ? Thì khi mà các bạn đăng ký trong ngày hôm nay, trong cái phần phát trực tiếp này của chị, hay các bạn nhắn tin cho chị hay nhắn tin về fanpage trong ngày hôm nay trước 00 giờ ngày hôm nay, thì chúng mình sẽ nhận được một cái món quà nho nhỏ đến từ dự án học văn chị Hiên. Đấy chính là sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Như chị đã nói thì chúng mình nhất định phải sở hữu cuốn sổ tay chinh phục này, bởi vì các bạn vẫn phải học nghị luận xã hội, các bạn vẫn phải viết nghị luận xã hội, mà trong đây thì cung cấp rất là đầy đủ những cái phần kiến thức mà các bạn cần. Ở đó có phương pháp, ở đó có bài mẫu, ở đó có đoạn văn mẫu với tất cả những cái dạng đề từ tư tưởng đạo lý cho đến hiện tượng xã hội, rồi cho chí những cái thậm chí có những cái bài dạng nâng cao, đó là nghị luận xã hội từ một câu chuyện, nghị luận xã hội từ một bức tranh đều có cả. Thế nên các bạn hãy đăng ký ngay khóa học văn VIP dành cho các bạn 2K6 để được nhận ưu đãi ngay trong ngày hôm nay nhá. Thì chúng mình sẽ nhận được sổ tay chinh phục nghị luận xã hội như thế này. Ok không ạ? Rồi, còn có lẽ thì buổi phát trực tiếp của chị đến đây cũng sẽ kết thúc, bởi vì là chúng mình cũng đã cùng nhau đi qua 5 buổi rồi. Và trong 5 buổi đó thì chúng mình đã cùng nhau chinh phục 4 tác phẩm thơ. Và trong 4 tác phẩm thơ đó thì đều thuộc nền văn học trung đại. Và nhớ cho chị, những tác phẩm mà chúng ta đã kinh qua thuộc giai đoạn số 3 và số 4 trong 10 thế kỷ văn học trung đại. Và trong những cái giai đoạn đó sẽ có những cái đặc điểm nhất định. Và đối với mỗi một nhà thơ, đối với mỗi một tác phẩm thì chúng ta sẽ thấy được rằng hóa ra là Hồ Xuân Hương thuộc giai đoạn đấy, và bà cũng đã thể hiện được những cái đặc điểm của giai đoạn văn học thời bấy giờ. Và nhớ thêm cho chị một điều, khi mà chúng ta đi phân tích văn và khi chúng ta học văn thì các bạn nhớ thêm cho chị một điều rất là quan trọng như thế này mà chúng mình đừng quên nhé. Đó chính là văn học và cuộc sống là hai vòng tròn đồng tâm, chúng có mối quan hệ lẫn nhau, ảnh hưởng, tác động lẫn nhau. Thế nên khi học văn nhớ cho chị tìm hiểu thêm một chút xíu về bối cảnh sản sinh ra cái nền văn học đó, sản sinh ra con người đó, sản sinh ra tác phẩm đó, bởi vì nó sẽ có một phần ảnh hưởng có thể là lớn nhưng cũng có thể là nhỏ đối với tác phẩm, đối với cái điều, đối với cái bài mà chúng ta sẽ đi phân tích sâu đó. Thế nên là khi chúng ta hiểu thêm một chút xíu chúng mình sẽ hiểu sâu hơn, hiểu kỹ hơn và nhớ lâu hơn. Và ở đó chị cũng muốn lưu ý với các bạn một điều rằng học văn không chỉ là để lấy 8 cộng, 9 cộng, mà học văn còn học để làm người nữa. Bởi vì chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta không học văn đi thì những cái kinh nghiệm của người đi trước để lại chúng ta sẽ không học được, mà chúng ta buộc phải là những người trải qua và tự thu lại cho mình những cái kinh nghiệm đó. Nhưng khi chúng ta học văn thì dường như là chúng ta sẽ dường như sẽ có người đi trước để lại cho chúng ta những cái bài học, và thông qua đó chúng ta sẽ bớt đi cái khoảng thời gian chúng ta lớn, chúng ta sẽ lớn hơn những người không học văn đó. Thế nên học văn là học để làm người, học cách đối nhân xử thế, học cách sống sao cho tốt cho đẹp, hướng đến những cái điều thiện lành trong cuộc sống các em ạ. Vậy thì tiếp cận ngữ văn 11 của chúng mình đến đây cũng sẽ xin được phép dừng lại, nhưng mà các em yên tâm, trong suốt những cái năm tháng mà chúng mình sẽ đồng hành với nhau trong chương trình lớp 11 thì chị sẽ là người đồng hành cùng các em. Và trong chính cái group miễn phí này của chúng mình, chị cũng vẫn sẽ duy trì phần phát trực tiếp để củng cố cho các bạn những cái phần kiến thức mà các bạn đang cảm thấy thiếu, những cái phần kiến thức mà các bạn cần. Ok không ạ? Và chị cũng sẽ đăng thêm những cái phần tài liệu để các bạn có thể tham khảo, là một cái kênh thông tin uy tín và tin cậy để các bạn có thể sử dụng nó như một cái công cụ để hỗ trợ cho việc học của các em. Và chị mong rằng chị cũng sẽ là một người bạn đường đồng hành cùng với các bạn trong cái chuyến hành trình văn học lớp 11 này nhé. Ok không ạ? Còn như bạn nào mà muốn đồng hành cùng với chị Dương, đồng hành với team học văn chị Hiên trong suốt quá trình mà chúng mình học ngữ văn lớp 11 thì các bạn ơi, nhớ đăng ký khóa học văn VIP 2K6. Ok không ạ? Và đăng ký trong ngày hôm nay thì các bạn sẽ nhận được một món quà bé xinh, đấy là sổ tay chinh phục nghị luận xã hội
đó không ạ? Nhớ nhá, và chị rất là mong được gặp lại những gương mặt quen thuộc của chúng mình trong lớp học. Và chúng mình sẽ khai giảng vào cuối tháng 7. Nhớ nhá, nếu mà đã vào lớp học rồi mà đã tham gia khai giảng thì phải nhớ là làm bài kiểm tra đầu khóa đấy, để chị còn biết rằng là chúng mình đang yếu ở chỗ nào, đang mạnh ở chỗ nào, để định hướng cái cách học cho các em. Ok không ạ? Rồi, vậy thì tiếp cận chương trình ngữ văn lớp 11 của chúng mình đến đây sẽ dừng lại. Mong rằng sẽ được gặp lại các em trong những chiến dịch tiếp theo nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.